Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Trúc Yên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàn nút nụ chơi Tết nha quý vị. Chào Yên. Xin chào anh Tuấn, xin chào cả nhà mình nha. Shop mai vàng Trúc Yên ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Xin kính chào cô chú anh chị ạ. Và mai vàng của bên em là chuyên kinh doanh một mặt hàng, đó là mai giảo Tân Châu nha mấy anh chị nha. Và nhắc tới giảo Tân Châu là mấy anh chị sẽ nhớ ngay là em nói duyên về dáng nè, về tàn nè. Dáng thì là dáng long nè, dáng lắc lượng nè, dáng trực cũng có luôn nha cả nhà ha. Tàn là tàn tròn nha cả nhà ha. Rồi và mặt bông của em nó là màu vàng tươi luôn nha cô chú anh chị nha. Và hình thức của bên em là em bao ship 120 km trở lại trong khu vực miền Tây mình nha cả nhà nha. À, bên em là ví dụ như chốt từ 2 cây trở lên, bên em có thể là ghép đơn hoặc là đi bằng xe máy giao cho mấy anh chị từ 120 km trở lại nha cả nhà. Và số hotline là 0939779318, đồng thời cũng là Zalo của bên em. Anh chị nào mà có nhu cầu mua mai giảo Tân Châu cứ liên hệ bên em nha cả nhà nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, mình vào mã đầu tiên nha mấy anh chị. Mã đầu tiên là mã 23. Rồi, đây. Em này ha. Em này thì là dáng long ha cả nhà. Này. Chiều cao tầm 1m3 nha cô chú anh chị, tán ngang tầm 1m15, đủ kính thân luôn, hoành 16, đường kính bầu 45. Để nhóc dưới đây luôn ha. Đây cả nhà xem giúp em. Là quý vị ngắm nghía thân cành luôn rồi quý vị ơi. Nụ thì ở quá xá ha, đặt cây dáng lòng đẹp ha. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, cái mã này là mã 23, em giao lưu cô chú anh chị, giá là 1,5 triệu, em bao ship nha mấy anh chị ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 24 ạ. Rồi, 24 đây. Cao 95, tán ngang là 95 nha cả nhà. Này thì dáng lắc lượng. Lắc từ gốc lên đỉnh luôn. Rồi, hoành 14, đường kính bầu 43. Rồi. Rồi, mặt hoa luôn. Có hoa trước mặt của Yên đây. Đây, áo gì? Hoa này là bự ha, cũng nhiều cánh ha. Còn nụ ở trên. Đặt cây luôn. Bông chùm nha cả nhà. Thân lắc từ gốc lên đỉnh luôn nè quý vị ơi. Hoa đẹp luôn ha. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã này là mã 24, em giao lưu giá là 1,3 triệu, em bao ship nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã số 25. Cao 1m2. Tán ngang là 95. Rồi, hoành 16, đường kính bầu 36 nha mấy anh chị ha. Bông đẹp ha. Cụ đế luôn. Thân cành bông nè. Đó, bông nào cũng là hai lớp bằng lên không ha. Bông đẹp. Nút nụ thì đủ cỡ. Chưa bung cũng có ha quý vị nè. Đó, mà là đang bung cũng có ha. Mới nở cũng có luôn. Giao lưu như em. Rồi mã này mã 25, giao lưu giá 1,3 triệu, em bao ship nha cả nhà. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã số 26. 6. Cao 1m15. Tán ngang 90. Hoành 15, đường kính bầu 40. Rồi. Đây quý vị, màu xanh cây luôn. Đó, bông nè. Đó, bông hai lớp luôn ha. Cho qua cái chụp hoa này có gì nè. Hoa hai lớp cánh bầu ha, đẹp không quý vị. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã này mã 26, giao lưu giá 1,3 triệu, em bao ship nha mấy anh chị ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã số 27 ạ. 27. Cao tầm 1m, tán ngang tầm 1m05. Rồi. Hoành 17, đường kính bầu 37 nha mấy anh chị ha. Em này thì dừng luôn rồi Trúc Yên ơi. Này, bông này giống 3-4 lớp gì đây. Là 3 lớp nha quý vị. 3 lớp ha nè. Nhưng mà quý vị nhìn qua cái mé bên đây nó còn. Nè, đây thì nó rõ hơn ha nè. 3 lớp nha. Bông bự nha. Đó, nụ thì hiện tại trên thân nó đủ cỡ quý vị, bung xanh bự bự, chưa bung cũng có ha. Đặc biệt là cái bông 3 lớp bông bự.
Zalo nhiêu đem? Rồi mã này là cái mã 27. Em Zalo giá 1.300.000, em bao ship nha mấy anh chị ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã 28. 8 xanh cây luôn, ủa nó xanh luôn. Chiều cao 1m2. Tán ngang là 87. Đây, đủ nó đây, xanh luôn. Quanh 14, đường kính bào 38. Rồi, bây giờ ngắm kỹ thân cành nụ em nói luôn ha. Đó, nụ đây, xanh hết ra luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này mã 28, giao lưu giá 1.300.000, em bao ship nha mấy chị ha. Rồi, 1.300.000, bao ship. Rồi, tiếp theo mã 29. Đùng lực luôn, tàn tròn luôn. Cao 85, tán ngang tầm 1m nha cả nhà. Hoành 16, đường kính bào 35. Nụ này cũng đủ cỡ nha quý vị. Bung xanh bự cũng có, mà mới bung vỏ trấu cũng có, và chưa bung cũng có ha. Rồi, giao luôn như đem. Rồi, mã này mã 29, giao luôn 1.200.000 nha cả nhà ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo, mã số 30. 30. Chiều cao tầm 1m1. Tán ngang tầm 1m05. Rồi. Quanh 16, đường kính bào 38 nha cả nhà. Rồi, vậy em nghĩ ha, em này góc lắc từ dưới lên trên luôn. Đó, nụ thì bung xanh hết luôn ha. Đó, lắc lên tới đỉnh luôn nè. Đó. Rồi, bông chùm không ha. Giá luôn nhiêu đem? Rồi, mã này là mã số 30, giao lưu giá 1.400.000 nha cả nhà. Rồi, 1.400.000. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 31. Cao 1m4 nha mấy chị ha, tầm 1m4. Tán ngang tầm 1m05. Hoành 17, đường kính bào 40 nha cả nhà. Vì ngắm nghe đường thân tay cành ha. Từ từ quý vị nghe kỹ nha. Rồi, nụ hiện tại nha quý vị. Bung mới bung ha. Mới thì cũng chưa bung ha. Nụ thì cũng hơi thưa thưa xíu. Bung cũng đủ cỡ ha. Giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này mã 31, em giao lưu giá 1.300.000, em bao ship luôn nha cả nhà. 1.300.000. Rồi, tiếp theo mã 32. Này bùng xanh luôn. Chiều cao 1m05. Tán ngang 95. Hoành 15, đường kính bầu 40. Rồi. Nụ cái gì bùng xanh hết luôn quý vị ơi. Thân bẻ lắc ha, ở trong thì nu nu mắt trúc để ha. Bùng xanh luôn ha. Có trộn mặt hoa luôn. Bây giờ xem cái mặt hoa ha. Dạ, xuống xem mặt hoa cái. Dạ quý vị ơi, hoa này cũng hai lớp ha. Hoa bự nè, hai lớp. Đây cũng hai lớp luôn ha. Rồi, giao lưu như em. Rồi, mã này là mã 32, giao lưu giá 1.400.000, em bao ship nha. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã 33 nha mấy anh chị. Cao tầm 1m4 hơn mấy anh chị ha. Tán ngang tầm 1m05. Hoành 19 nha cô chú anh chị, đường kính bào 42. Để giờ cái gì? Rồi, thân cành cái gì? Rồi, nụ hôm nay hiện tại gì? Chưa bung nhưng cái gì? Nó cũng đang ngậm. Đây đang ngậm trò nó nè. Nụ cũng no bóng xanh ha, mà chưa bung nha. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này là cái mã 33, giao lưu giá là 1.400.000, em bao ship nha. Rồi, 1.400.000. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo mã 34. 34. Chiều cao 1m3. Tán ngang 95. Này lắc ha. Thân lắc đẹp quá. Đó, ngoài đó luôn. Hoành 16, đường kính bào 38 nha mấy anh chị. Đó, lúc ngoài đó ha. Hoành em đo túc ngoài đây nha mấy anh chị ha.
Rồi, thân lắc có diện giống như thân nè, nụ nè, xanh nụ xanh cây ha, nụ bự 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 ha. Thân lắc từ dưới lên trên đẹp quá. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã 34 giao lưu giá 1.400.000 em bao ship nha mấy anh chị. Rồi, 1.400.000. Rồi, tiếp theo mã 35. 35. Cao tầm 1m1 nha cả nhà. Tán ngang là 1m15. Rồi, hoành 17, đường kính bầu 38 nha mấy anh chị. Rồi, kiểm tra nụ luôn rồi quý vị. Nụ hôm nay hiện tại cũng giống như em vừa rồi, cũng cái bằng quay mé bên đây luôn ha. Cũng xanh bóng bự vậy nè. Hình như cũng chưa có bung lụa ha. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã bạch này 35 nha mấy anh chị ha. Giao lưu giá 1.300.000 em bao ship luôn. Rồi, 1.300.000. Rồi, xuống cây. Bao ship 120 cây số trở lại nha cả nhà ha. Rồi, tiếp theo mã 36. Cao 1m3 nha mấy anh chị. Tán ngang tầm 1m05. Hoành 15, đường kính bầu 45. Rồi, xây xây luôn. Đế này cũng có, khá đế quá này quý vị nè. Đó, cũng kính quá nè ha. Rồi, thân cạnh luôn. Ủa, quá xá ha, nụ chùm không có gì. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã 36 giao lưu giá 1.400.000 nha cả nhà. Rồi, 1.400.000. Rồi, tiếp theo, mã 37 nha mấy anh chị. 37. Chiều cao 1m25. Tán ngang tầm 1m05 nha mấy anh chị ha. Có cái hoa bị chản luôn. Hoành 15, đường kính bầu 35 nha mấy anh chị. Để cái gì vậy? Rồi, thân cành luôn quý vị. Em này nụ thì thấy cũng đủ cỡ ha quý vị. Đặc biệt là em này được cái nở cái hoa rất là to nè. À, hoa rất to ha, nhiều cánh ha. Nụ thì bung về cũng có ha, bự cũng có ha quý vị. Trứng là bung lụa như vậy cũng có, chưa bung cũng có, đủ cỡ ha. Rồi. Giá luôn nhiêu đem? Rồi, mã này là mã 37, giao lưu giá 1.400.000 nha mấy chị nha. Rồi, 1.400.000. Rồi, tiếp theo, mã 38. 38, hơi cao cao nè. Chiều cao 1m4 hơn nha cả nhà. Tán ngang tầm 1m1. Hoành 18, đường kính bầu là 38 nha mấy chị. Rồi, để luôn quý vị. 18 là ở ngoài, ở trong cái củ nở bự chảng luôn. À, củ đế ha, khá đế quá ha. Rồi, dừng luôn. Đấy, như ba lớp gì đây. Đây quý vị, như này đúng là 3 lớp ha, 3 lớp cánh nè. Về gì mà trồng sung lên nó bông bự hơn, cánh nhiều hơn nữa quý vị. Đó, 3 lớp ha. Rồi, cái cành em này bị xước nha mấy chị nha. Lỡ nào không đáng kể bỏ qua được ủng hộ giúp em nha. Rồi, nụ thì nó cũng bung 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 lụa hết trơn ha, xanh 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 xanh. Đó, nụ thì cũng đủ cỡ luôn, bông 3 lớp luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này mã 38, giao lưu giá 1.300.000 em bao ship nha mấy chị ha. Rồi, xuống cây luôn, 1.300.000. Rồi, cái này bông bự dữ. Rồi, tiếp theo mã số 39 nha cả nhà. Cao tầm 1m3, tán ngang là tầm 1m nha cả nhà. Rồi, bông chà bá luôn. Hoành 16, đường kính bầu 40 luôn cả nhà ơi. Quá to luôn ha. Rồi, dừng ở trước bên. Đây cái bông nó gì đây. Bự. Quá xa bự luôn ha. Nhiều cánh ha. Bông rất to như cái gì. Bông nào cũng to như cái gì nè. Bông nào cũng to thôi ha. À, bự hơn 4 ngón tay mình nè.
bông này vậy ha. À, bốn bên tay mình khép lại là nó bự hơn, nó ló ra ngoài luôn, bự ha. Ở trên đây cũng vậy, vì bông nào cũng to ha. Này về lấy bo chơi cũng lợi nữa. Rồi giao lưu như em. Rồi mã này mã 39, giao lưu giá 1.3 triệu nha mấy chị ha. Vậy. Rồi qua cây mới luôn. Tiếp theo mã số 40. Chiều cao 1m3 hơn nha cả nhà. Tán ngang tầm 1m. Rồi, hoành này là hoành 16, gần 17 tính 16 thôi nha mấy anh chị ha. Đường kính bầu 37. Bông bông này cánh cánh nó đẹp quá quý vị. À, hồi nãy là gà bờ nè, cánh nè. Cánh nó bầu tròn đẹp nè, quý vị nè. Em đưa cái máy vô thì để được lòn cái máy vô đây. Rồi, cái bông nè quý vị ơi. Tầng do đẹp quá. Quá đẹp ha. Đó, không cần nhiều lớp, hai lớp mà bông tuyệt vời luôn. Bông nào cánh cũng tròn vậy nè. Đẹp quá. Đó có bốn cái bông, bông nào cũng xuất sắc đó ha. Bông tuyệt vời luôn. Đó. Giá luôn nhiêu đây em? Rồi mã này mã số 40, giao lưu giá là 1.350.000 nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã số 41 ạ. Cao tầm 1m4 nha cả nhà. Tán ngang là tầm gần 1m2. Hoành 16, đường kính bầu 40. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị. Rồi dừng lại luôn em này hiện tại nói đây quý vị, nó chuẩn bị bung lụa, lú đầu nó nóc chuẩn bị bung lụa ha. Về quý vị canh có xử lý ra kịp hay không hả quý vị, hiện tại giờ tình hình em nói vậy nha. Đủ thì nhiều no. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Rồi mã này là mã 41, giao lưu giá 1.4 triệu, em bao ship nha cả nhà. Rồi xuống cây. Tiếp theo mã số 42 nha cả nhà. Chiều cao là 1m4 hơn luôn nha cô chú anh chị. Tán ngang tầm 1m đây. Hoành 17 và đường kính bầu 38 nha cả nhà. Rồi để quý vị. Để em giáp vòng ha. Thân cành quý vị ngắm nghía kỹ ha. Đó, chuẩn bị có cái mặt hoa qua đây nè. Rồi dừng luôn quý vị. Đây quý vị. Hai lớp ha. Còn nụ ở trong nè quý vị, dừng đúng không? Nụ thì nó cái này ra rào xem kỹ giúp mình ha. Dạ trong đây vậy ha, nó no mà chưa có kịp bung lụa nữa ha, nóc bung lụa cũng có ít số ít ha. Nụ cỡ nụ dày nhiều nè. Rồi giao lưu nhiêu đem? Rồi mã này là cái mã số 42, giao lưu 1.3 triệu nha cả nhà ha. Rồi 1.3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã số 43. Cao 95, tán ngang tầm 1m05. Hoành 17, đường kính bầu 40 nha cả nhà. Rồi thân cành lắc đẹp quá ha. Bông nào quý vị, bông nhiều cánh ha, bông đẹp luôn. Đó. Nụ thì này đủ cỡ nha quý vị. Bung xanh gì cũng có, mà bung búp 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 cũng có, và chưa bung cũng có luôn nha, đủ cỡ. Rồi giao lưu như em. Rồi mã này là mã 43, giao lưu 1.4 triệu nha cả nhà ha. Rồi 1.4 triệu. Rồi, ok mới luôn. Rồi tiếp theo mã số 44 ạ. Cao tầm 1m05. Tán ngang tầm 1m. Rồi. Hết cây luôn ha. Hoành 18, đường kính bầu 37 nha mấy anh chị ha. Hết cây. Đây quý vị. Đây, để khá đê quá ha. Đây, cái bông bự chảng luôn. Đó, hai lớp cánh luôn ha quý vị.
Em đặt cái tay vô chỗ gì thấy nè, bông rất to đây ha. Đó. Bông đẹp. Đậu gì không nghĩ ha, nụ thì cũng đủ cỡ như cái gì. Cũng nở xanh búp xanh xanh mới bung rồi chưa bung cũng có ha. Ở trên đây cũng có cái bông nở bự chảng luôn đây. Đó. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Rồi mã này là mã 44, em giao lưu giá 1.400.000 nha cả nhà nha. Mã rồi. Này là mã cuối clip của bên em. Và shop Trúc Yên là chuyên kinh doanh một mặt hàng là mai giảo tân trao nha cả nhà nha. Và em giá công khai này là giá đã bao ship 120 km trở lại nha cả nhà. Và đơn từ 2 cây trở lên là bên em có thể ghép đơn để đi bằng xe máy cho mình luôn nha cả nhà ơi. Rồi rất mong anh chị yêu mến shop và ủng hộ shop, và hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ. À.